Do một số tuyến đường trên địa bàn huyện Kim Động, thời gian gần đây xuất hiện nhiều điểm tập kết vật liệu xây dựng nhỏ lẻ, tự phát ven đường. Điều này không những vi phạm hành lang giao thông mà còn gây ô nhiễm môi trường dân cư, khói bụi và tiềm ẩn nhiều nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Lau dọn hàng hóa liên tục, thế nhưng cửa hàng tiện lợi của bà Thắm ở xã Đồng Thanh vẫn luôn bị bám bụi dày đặc. Dù buôn bán gần cầu Ti hơn 30 năm đã quen với tiếng ồn bụi bặm của đường xá, thế nhưng bụi nhiều và dày đặc đến như hiện nay. Theo bà Thắm, một phần do bãi tập kết vật liệu xây dựng cách gia đình hơn chục mét ngay dưới chân cầu xuất hiện khoảng mấy tháng nay. Nhà mình ở gần ngay đây thì là đường xá về cái mùa rét này, cái gió nó tây nó thổi vào nhà ấy, thì bụi lắm. Xe cộ đi qua đi lại là rơi cát ra là bụi bẩn lắm. Bãi cát gạch ở đây là mới tập kết được mấy tháng nay thôi. Nằm chen giữa khu dân cư đông đúc đoạn các thôn Bằng Ngang, thị trấn Lương Bằng, cát đá của điểm tập kết buôn bán vật liệu xây dựng tràn lan cả xuống lòng đường vốn đã có lưu lượng phương tiện đông lại nhỏ hẹp. Đáng nói cát đá vương vãi trái lớp mặt cống tại ống thoát nước của khu dân cư. Chưa hết là mặt cản giao thông này, về bụi bẩn này rồi đá rơi xuống bắn vào các học sinh, cống tắc hết hai bên cống có nước thoát, bởi vì cát nó trôi xuống, mưa trôi xuống đầy cống, công nhân gạo lại vét không có thua gì, cái nước cứ tràn lên tận bờ chân đường chúng tôi này. Quan sát của phóng viên dọc tuyến đường tỉnh 377 qua huyện Kim Động với chiều dài chỉ vài km nhưng đã có 8 điểm tập kết vật liệu xây dựng. Có điểm tập kết xuống cả dưới lòng đường, vượt qua cột cắm mốc đến gần 1 mét. Có điểm kinh doanh vật liệu lại nằm tràn lan, chắn ngang lối vào nghĩa trang nhân dân của xã như ở xã Vũ Xá. Việc xử lý giải tỏa các vi phạm này tại các địa phương vẫn chỉ dừng lại ở việc lập biên bản giải tỏa nhưng hiệu quả lâu dài vẫn chưa có, tình trạng tái lấn chiếm vẫn diễn ra. Hiện nay là xã có 2 điểm tập kết và buôn bán vật liệu xây dựng, khó khăn cho cái địa phương là đất thổ cư. Nhưng mà trong quá trình buôn bán vật liệu ấy, thì là cứ ngăn chặn xong người ta lại vi phạm xong lại xử lý. Cái giải pháp là một là tuyên truyền vận động đối với các hộ kinh doanh buôn bán, hai nữa là giao lực lượng công an bằng cái biện pháp quyền lực nhà nước để mà ngăn chặn xử lý. Tại Kim Động, các đoạn tuyến tồn tại nhiều điểm tập kết ven đường như tại đường tỉnh 377, đường huyện 73, qua các địa phương như thị trấn Lương Bằng, Vũ Xá, Toàn Thắng, Đồng Thanh. Để tình trạng này được chấn chỉnh một cách dứt điểm, trả lại đường thông, hè thoáng và môi trường đảm bảo cho người dân, tất cần tự vào cuộc quyết liệt, có các biện pháp mạnh hơn nữa của ngành chức năng và chính quyền các địa phương.